tên Hà, quê ở Trà Vinh á. Ừ. Em lên học đi mấy ngày rồi? Mới ngày hôm qua. Mới ngày hôm qua, ok, đi trễ vậy ha. Ủa sao quá, học 2 ngày đúng không? À, rồi ok, rồi dạ. Bình sao? Em bị đau da gái rồi, cái nó tê hết hai tay, hai chân luôn. Rồi, rồi. Thời gian có thời gian đi không được, rồi em muốn cũng nhiều đó, thấy được. Nó bớt. Nó chỉ bớt thôi, nhưng mà hiện giờ cái chân bên trái á, thì nó làm như là nó không được thẳng. Rồi. Em bị bao lâu rồi? Cái gai này em bị cắt cỡ mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Còn cái đau da gái, hai cái tay, hai chân thì khoảng chừng 15 năm. Ok. Đây, tôi muốn nói cho mọi người cái trường hợp của cô này ha. Thứ nhất là cái trường hợp của em chỉ nhẹ. Mình giải quyết cái thấy cái ok liền đúng không? Nhưng mà chị này không có nhẹ. Bên này nặng rồi đó. À, nhất là chị bị gai cột sống lưng mất cũng có nhiều năm rồi, thì tôi không biết là chị còn có điều kiện hay không, nhưng mà tốt nhất là răng từ sau chị nên học lên cái thêm cái lớp nâng cao để còn được điều chỉnh tiếp, tại vì điều chỉnh đợt này chỉ là một phần mà thôi, chứ còn không có khỏi hẳn được. Và như vậy á là giải quyết cho chị này để rồi lần sau còn tiếp tục nữa. Và cái điều quan trọng của chị này á, là mọi người biết cái gì không? Chị này phải giảm cân. Cái đó để bắt buộc nha. Hồi hôm qua chị học cái bài bỏ đói nha. Rồi. Nhưng mà có một cái điều tại sao chị biết không? Là khi mà mình bỏ đói cơ thể của mình á, là mình kích hoạt hai cái hệ thống trong cơ thể mình. Hệ thống thứ nhất là hệ thống dự trữ của cơ thể. Hồi trước bây giờ là cái dự trữ này không phải là những cái dự trữ của cái dinh dưỡng không, mà là dự trữ cái những chất độc trong cơ thể. Thấy chưa? Mà chất độc đó là gì chị biết không? Là khi mà chị bị bệnh bao nhiêu năm nay rồi, là người ta cho chị uống biết bao nhiêu thuốc rồi. Trong đó không ít thì nhiều là dùng corticoid rất là nhiều. Cho nên á, những người mà bị ngộ độc của corticoid á, là cái gì mọi người biết không? Là mọi người nhìn nè, cái chân nè, nhìn đây, 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 thì không có gì hết. Ta còn gọi là chân teo chứ không phải là chân nữa. Cái thứ hai là bụng chỗ này bao giờ cũng. Cái thứ ba là mặt thì bao giờ cũng có vẻ như là mập mạp lên vậy đó. Người ta nói phát tài nhưng không phải đâu, phát bệnh đó. Thấy không? Do đó là phải xử lý mà cái mà rút ráo mà có mà nghiêm chỉnh đó, là bắt buộc là phải bỏ ăn. Nghe bỏ ăn buổi sáng, ở đây ta hướng dẫn rồi. Ha, thì phải thực hiện cái đó. Rồi sau đó là không bao giờ quên, đêm nào cũng phải chườm đá. Em phải chườm đá, dứt khoát là phải chườm đá. Rồi trong lúc mà chườm đá xong thì tập luyện hàng ngày thì phải hút không khí. Ở đây á, học cách hút không khí, để rồi về quê á, thì hút không khí rất là tốt. Tại vì Trà Vinh là không khí trong lành, chưa bị ô nhiễm, đúng không? Trà Vinh ở chỗ nào? Dạ, Dương Hải. Ở Dương Hải, ở đấy đường biển đồ gió đồ tốt hết chứ, hay ra về đó mình tập luyện thêm nha. Rồi cũng không bao giờ quên uống cái nước ớt để cho máu huyết nó lưu thông cơ thể mình. Khi thực hiện được đúng những cái điều kiện đó thì chị mới mong là khỏi bệnh được. Hồi trước anh nghe gì? Dạ, ở nhà không nè, thấy không? Ở nhà uống thuốc rồi. Rồi đây đi, em quay rồi đứng quay qua đây rồi em xử vừa rồi làm cái tay phải nắm cho cái trên tay để cho chặt lên để rồi nha. Đó nha, bây giờ bắt đầu cho nó nằm nghe chút. Rồi dẫn lên là nắm tay. Đó, thấy không? Khi mà em
làm mà răng rắc mà kêu nhiều vậy đó em biết bên này bị nặng hơn, hiểu chưa? À, bên nào mà kêu nhiều thì mình đã bị đau nặng hơn. Trước đây là hai cái tay thì có dơ đau thế nào? Lúc mà nó bị mỏi, nó dây ra thì nó bị mỏi. Bị mỏi làm gì? Bên phải. Em nói gì hơn? Đó, thấy không? Rồi. Mà khi á, mà thường á, là mình muốn biết hay không là dơ cái này ra. Quay ra sao? Lên cao. Rồi, lên được tới đây ha. Rồi tới đây. Cũng mô lên. Cũng cao ghê hả? Vậy em đâu có đau nhiều. Đúng không? Rồi, em làm cái chỗ đây. Là một tay trước đó. Rồi. Hai tay bao đều lên ha. Vậy đó, rồi đúng rồi đó. Rồi. Rồi tay kia. Rồi. Đó. Thấy cái tay nó làm nhiều cái nó kêu ha. Rồi chị ngồi ở đây đi. Quay mặt ra kia. Rồi em ở đây. Rồi. Bỏ cái nẹp ra để dễ dễ rồi. Chị nắm chặt cái nè. Nè. Rồi. Em mới đứng ngồi sau em vòng tay ra. Đúng. Rồi. Đó xoay. Nè. Chị lùi ra sau chút xíu nè. Rồi đó, rồi nè. Rồi cái tay kéo xuống chút đi để cho nó chắc. Đó, vậy đó nè. Rồi, xong cái bắt đầu dở lên. Rồi, dở lên. Rồi, đi rồi. Cũng chưa nhúc nhích lắm. Rồi, nằm xuống. Nằm xuống đi. Bỏ cái này đi. Rồi, nhấc cái đầu lên. Rồi, em ngồi cộng luôn hai cái chân xuống nha, đó vậy đó. Chứ còn ở kia nó bị tụt. Rồi. Ba. Nhìn sao rồi? Như nó rãn luôn cuộc sống lưng ha. Rồi nằm xuống đi, nằm nghỉ. Em qua đây. Rồi, co chân này chân trước đó. Rồi, chân mình dài dạm ở đây. Đi dầm qua đây. Đó. Nè, phải không? Nè, rồi. Đó, đúng rồi đó. Cái đó phải đẩy ra sao này. Nhiều lắm rồi. Rồi, đẩy cùng một lúc. Đẩy cùng một lúc. Một. Đó, nghe không? Nghe cái mình kêu gì không? Nghe đau. Nghe đau hả? Nghe đau. Rồi, rồi, đi quay qua đi. Đây, cái thẳng ra. Coi vô, ok. Rồi, chị nắm chặt qua đây. Nghe. Trời ơi, ta. Nghe là riêng mình. Tiếp hỏi rồi, đứng dậy. Rồi, bây giờ hút không khí vô, hút mạnh vô. Rồi thở ra từ từ, hút mạnh vô. Thở ra từ từ, rồi. Bây giờ chỉ đi lại đi, chỉ coi tay chân rồi rủi, rồi coi này ngon lành chưa. Còn khó chịu gì? Cái chân này nó nằm như là nó không được thẳng vậy á. Ừ. Chân bên phía bên trái. Ừ, không sao, cái đó từ từ, tôi nói gì rồi. Chị phải học thêm, rồi điều chỉnh tiếp. Tại vì bữa nay ấy, là điều chỉnh toàn bộ cuộc sống rồi, nhưng mà chưa có đi sâu. Vì bệnh nặng, cho nên là đi từng bước. Nhất là khi ấy, mà bệnh cuộc sống của em đó thì nó khác. Còn cái cô này bị cái gai nữa. Cho nên khi mà mình kéo ra nó cũng đã nghe chấn động rồi. Chứ cũng không phải như người khác. Người khác bình thường nó để vô người ta đỡ liền. Còn mình có nhiều khi nó vô, nó chỗ vô. Hay là mình cảm giác hơi đau chút nhưng mà không sao. Nhưng mà giờ thì thấy dễ chịu cái lưng chưa? Rồi cổ rồi nọ rồi chị cử động rồi sao? Cổ thì em thì thấy nó bình thường thôi. Nó bình thường thôi.
chỉ có cái lưng thôi không? Cái chân nó làm như là ớt hay gì nó sát vô cái bàn giò, nó chịu không có nổi. Cái ớt mà sát như bàn giò là do chèn ép cái cột sống lưng. Thì nó có cảm giác đó, cái dây thần kinh nó bị chèn. Bây giờ đứng ra đi rồi cúi đầu xuống, cúi xuống, cúi lên rồi nó đỡ gì chưa? Đó, cúi thẳng xuống. Rồi, nghe được chưa? À, dẻo ra, bây giờ nó dễ chịu rồi. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.